Các bạn ơi, đây là một con rái cá biển nè các bạn. Có hai loại rái cá ha, một loại là rái cá sông và một loại là rái cá biển. Thì đây là một con rái cá biển nè, đây là Moss Landing California ha. Để mình đi đến gần chút xíu rồi mình quay cho các bạn xem ha. Các bạn ơi nhớ đăng ký kênh giùm mình ha. Cảm ơn các bạn.